Chưa thấy vị nào vào nữa. Dạ, nếu sư có nghe được âm thanh và sư có thể cho chúng con học trước mấy phút nha, xin sư cho con một tín hiệu để con cung thỉnh pháp sư và thỉnh sư đăng đàn ạ. Dạ, vậy con tri ân sư rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Hài dạ, Nam mô Tham Mài dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa đành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân khổ cập đã mưa lành rơi khắp thế gian bởi cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 286. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng bích đến sư ạ. Sa thú lành thay kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 286 và kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn một của câu kệ Ithawatsang Wasisami. Ithawatsang Wasisami. Đoạn thứ hai. Ithahemantagimhisu. Ithahemantagimhisu. Đoạn thứ ba. Itibalo wicinteti. Đoạn thứ tư. Antarayanabuchati. Antarayanabuchati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn 1 của câu kệ
gồm chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên ý thác. Ý thác có nghĩa là ở đây, hiện tại đó. Rồi chữ ý tha đó, các ngài cũng dịch là đời này. Nếu mà dịch cái thời gian rộng là đời này, mà dịch thời gian hẹp đó là hiện tại, ngay lúc này. Chữ quốc xăng nó có hai nghĩa, một là năm. Chúng ta có học cái phẩm ngàn đó. Thì ở trong đó có những cái câu đại loại như là 100 năm mà thờ thần lửa đó thì không bằng trong một giây phút cúng dường đến người tự tu đó. Thành ra chữ quá xăng đó có nghĩa là năm. Mà chữ quá xăng đó cũng có nghĩa đó là mùa mưa. Như quý vị tác ý cúng dường y tắm mưa đó là quá xít ca rát. Thì quá xá là mùa mưa. Rồi từ cuối cùng quá xít xa mi là quá xót tí. Mà chia theo thì tương lai ngôi thứ nhất. Thành ra nó có cái hình thức là isami, wasati. Thì wasati đó là sinh sống hay là cư trú. Đoạn thứ hai của câu kệ. Đoạn thứ hai chúng ta cũng thấy, chúng ta thấy có hai từ, từ đầu tiên ý thác. Ý thá đây là một cái trạng từ chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ hai, he man ta gim hi su. Thì đây là cái từ he man ta gim ha. Mà do cái thể kệ đó, thì thành ra đó là chữ e su. Thì ở đây mới biến thành là i su. Chia theo cách thứ bảy. He man ta gim ha mà chia theo cách thứ bảy, thành ra nó có cái hình thức là he man ta gim hi su. Thì he man ta gim ha đó cũng là một cái hợp từ chúng ta tách ra. He man ta cộng với là gim ha. He man ta là mùa lạnh, rồi gim ha đó là mùa nóng. Chúng ta biết ở Ấn Độ đó thì có ba mùa: mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Đoạn thứ ba của câu kệ. Đoạn thứ ba của câu kệ chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ý tí. Ý tí đây có nghĩa là, có nghĩa là rằng. Từ ba lô, ba lô ba lá, hay là người ngu hay là người ác ngu. Sở dĩ mà chúng tôi thấy, chúng tôi lấy thêm từ người ác ngu đó là vì đôi khi người ta hiểu cái từ người ngu này theo quan niệm của người đời á. Thì người ta nói là người dốt nát không có học đó, thì mới gọi là người ngu. Chứ còn mà người có ăn học nè, thì đâu có chấp nhận bị gọi là người ngu. Thì thành ra chúng tôi mới dịch thêm một từ là ác ngu. Tức là giàu có ăn học mà sống ác đó thì cũng được gọi là ngu. Từ cuối cùng, quý chinh tê tí. Quý chinh tê tí. Chữ chinh tê tí đó
Đây là động từ nghĩ tưởng, suy nghĩ. Cái tiếp đầu ngữ quý đó thì chỉ cái sự nhấn mạnh thôi. Thành ra đó là nguyên cả cái từ quý chinh tê tí mình dịch đó là nghĩ tưởng suy nghĩ hay là biết. Như ở trong vi diệu pháp định nghĩa cảnh, xin lỗi, định nghĩa chữ tâm, a râm mà năng chinh tê ti tí chích tăng, biết cảnh gọi là tâm. Thì chinh tê tí cũng dịch là biết. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, anh ta ra dân. Antarayam. Antarayam là antara. Antara mà chia theo cách thứ tư, thành ra nó có cái hình thức là ayam. Thì antara đó có nghĩa là nguy hiểm, tai hại. Nguy hiểm, tai hại. Ví dụ như là chi quyết tinh ta ra giá là sự nguy hiểm và sự nguy hại đến cái mạng sống. Thì anh ta anh ta ra anh ta ra là sự nguy hiểm, nguy hại, tai hại. Nó là một cái phủ định từ, có nghĩa là không. Bhuchati đó, đây là một cái động từ, có nghĩa là hiểu biết, thấu rõ, được giác ngộ. Động từ là Bhuchati, mà danh từ đó là Buddha đó, xin thưa quý vị. Buddha là sự giác ngộ. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất là một câu. Ý tha quát sang, ý tha là ở đây, tại đây. Quát xích xa mi, ta sẽ sống. Quát sang, mùa mưa. Hay là quát sang, mùa mưa. Quát xích xa mi, ta sẽ sống. Ý tha, tại đây. Rồi đoạn thứ hai, chúng ta ngầm hiểu cũng có cái động từ wasisami này. Itha he manta kim hisu wasisami. Là he manta kim hisu là trong mùa lạnh và mùa nóng. Wasisami ta sẽ sống. Itha tại đây. Cái chữ iti này đó, cái nãy ở trên chúng tôi lấy nghĩa là rằng thôi, nhưng mà cái chữ ý tí này trong trường hợp này chúng ta lại lấy thêm một cái nghĩa nữa là như vậy. Ba lô người ngu quý chinh tê tí suy nghĩ ý tí như vậy. Suy nghĩ như vậy. Na không bút chặt tí, thấu hiểu được anh ta ra dân đối với hiểm nguy hay là đối với tai hại. Người ngu nghĩ như vậy. Cho nên đó là nghĩ như vậy thì thành ra đó là không có thấu hiểu được cái hiểm nguy, nguy hại rình rập. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của
Câu kệ Pháp cú số 286. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để cho bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp cú số 286. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivademi Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangkhang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 286. Câu kệ này nằm trong phẩm Mát Ca Quát Gá, phẩm đạo, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tâu Quán Á, đề cập đến ông Phú Thương Ma Ha Thanh Á. Một lần nọ, ông Đại Phú Thương này cho chất đầy 500 cỗ xe bò vật dụng, như là các cái loại vải nhuộm màu vàng, màu đỏ, màu xanh, vân vân, từ thành Varanasi đi buôn bán. Ở trên đường trở về thành Savatthi đó, thì khi đi đến một cái bờ sông, bấy giờ ông ta mới nghĩ thầm: thôi, để mai ta sẽ sang sông. Khi mà ông nghĩ vậy đó, bắt đầu ông mới cho tháo xe bò ra để cho bò nó nghỉ ngơi, rồi dựng xe tại chỗ đó. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà đến đêm đó, thì trời bỗng nổi giông to bão lớn và kéo dài suốt cả 7 ngày, làm cho nước sông nó dâng cao lên. Thì nước sông mà dâng cao lên thì đồng nghĩa với việc đó là khó để mà sang sông được. Bắt đầu dân chúng ở trong thành đó mới mở cái lễ hội vui chơi này. Và thế là những cái vải, những cái loại vải của ông ta đó có cái cơ hội để mà bày ra bán. Thì lúc này đó, ông Phú Thương này đó, ông mới nghĩ ra là: ta từ phương xa đến đây, cho nên nếu như mà trở về đó thì phí mất rất là nhiều ngày. Thôi thì chi bằng ta hãy lưu lại ở nơi này nè, cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng luôn, tức là lưu lại cả một năm. Ấn Độ một năm có 3 mùa vậy đó, xin thưa quý vị, mà bây giờ lưu lại cả 3 mùa có nghĩa đó là lưu lại một năm luôn. Lưu lại năm, vừa làm công việc của ta nè, vừa bán các cái hàng vải này.
Thì ông nghĩ như vậy, thì khi mà nghĩ như vậy thì sẽ làm vậy, xin thưa quý vị. Lúc đó đó Đức Bổn Sư ngài đang đi khất thực ở trong thành Sa Quách Thi, thì với tâm của mình ngài biết được cái suy nghĩ của cái ông thương buôn này, cho nên ngài mới mỉm cười. Tôn giả Ananda thấy lạ liền bạch hỏi ngài về cái lý do của cái việc mỉm cười đó. Thì Đức Bổn Sư trả lời: này Ananda, Ananda có thấy cái người thương buôn kia không? Tôn giả Ananda trả lời: bạch ngài, con có thấy. Đức Thế Tôn ngài mới dạy là vì không biết có cái sự tai hại đến sinh mạng cho mình, đến sinh mạng của mình, cho nên đó cái ông thương buôn này nè, ông thương buôn kia đó mới quyết định ở lại nơi này trọn năm để mà bán hàng hóa. Tôn giả Ananda mới hỏi tiếp: bạch ngài, vậy chứ ông ta sẽ gặp tai nạn gì? Đức Bổn Sư trả lời: này Ananda, ông ta chỉ còn sống được có 7 ngày nữa thôi, rồi ông ta sẽ bị rơi vào trong bụng cá, bụng của con cá. Dạ như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới ngâm lên một cái câu kệ: ách chiều quá kích chân a tấp băng cô chân nha mà ra năng su quê na hi nô sa quý gà ràm tê na ma hà sê nê na mát chú na tăng quê phát bê cả rót tổ tí san tô a chích khắc tê mũ nì tí. Câu kệ này được ngài hòa thượng phát minh, ngài dịch như thế này: hãy gấp rút làm việc phải làm trong ngày hôm nay. Ai đâu biết ngày mai tử thần có thể đến. Vì chúng ta chưa chiến đấu với tử thần và đội hùng binh của nó. Hạnh phúc thay, người hằng tinh cần ngày đêm như vậy không biết mệt mỏi. Dầu người chỉ sống một đêm thôi, bậc tịnh giả đã tuyên bố như thế. Tiếp theo Tôn giả Ananda mới hỏi, mới yêu cầu Đức Thế Tôn với bạch ngài: vậy xin phép ngài cho con báo cho cái ông thương buôn đó biết. Đức Thế Tôn ngài mới nói: lành thay nè Ananda, Ananda cứ đi đi. Được sự chấp thuận của Đức Thế Tôn, Tôn giả Ananda đi đến cái chỗ ông thương buôn đó để mà tri bình khất thực. Thì người thương buôn thấy vậy cho nên đó là đem vật thực cúng dường đến Tôn giả. Lúc bấy giờ đó Tôn giả Ananda mới hỏi ông thương buôn đó, nói: này ông thương buôn, ông định ở đây bao lâu? Ông thương buôn mới trả lời đó là: bạch ngài, con từ xa đến, nếu mà con quay về đó thì phí thời gian quá và bất tiện lắm. Con sẽ lưu lại đây trọn năm nay, và chừng nào con bán hết hàng hóa rồi đó thì con mới về. Tôn giả mới dạy: này ông thiện nam, cho dầu là phúc lâm chung đó cũng khó biết được, ông nên tinh cần mới được. Thì xin thưa quý vị đó, ông thương buôn này cũng là một bậc đại trí, cho nên khi nghe Tôn giả Ananda nói vậy đó thì ông mới liền hỏi: bạch ngài, chắc là có cái tai nạn gì đó sắp xảy đến cho con phải không? Thì Tôn giả Ananda mới trả lời là: phải nè ông thiện nam, ông chỉ còn sống thêm được 7 ngày nữa mà thôi. Ông nghe nói vậy, thì xin thưa quý vị đó, khi mà ông nghe nói vậy rồi ông trông thấy cái tướng hảo quang minh, rồi vẻ ăn nói hiền hòa nè, chất phát nè, chân thật của Tôn giả Ananda đó, cho nên ông ta tin. Chính vì vậy khi mà nghe Tôn giả Ananda nói rằng ông ta chỉ sống thêm được 7 ngày nữa thôi, thì ông ta lập tức sanh tâm kinh cảm. Kinh cảm ở đây đó, chúng ta hiểu là kinh cảm sợ chết.
Rồi kinh cảm ở đây đó cũng khởi lên do cái sự hiểu biết về định luật vô thường. À, cho nên mới khởi lên cái kinh cảm vậy. Khi ai thấy sự sanh ra mà sợ hãi đối với sự sanh ra đó thì kinh cảm trí khởi lên. Khi ai chứng kiến hoặc là bản thân của mình bị bệnh tật mà khởi lên sự sợ hãi đối với bệnh tật đó thì kinh cảm trí cũng sanh lên. Khi ai chứng kiến sự già hoặc bản thân của mình bị già mà khởi lên sự sợ hãi thì kinh cảm trí cũng sanh lên. Khi ai chứng kiến sự chết hoặc bản thân của mình sắp chết mà sợ hãi thì kinh cảm trí cũng sanh lên. Và kinh cảm trí mà sanh lên với những người như thế này nè, thì xin thưa với quý vị đó, khó lắm, rất là khó. Khó là sao? Những ai đã huân tu rất là lâu đời rồi thì thành ra đó là mới có cái ước muốn, ý muốn đi tìm cái không sanh, cái không già, cái không bệnh, cái không chết. Thì lúc bấy giờ đó, chứng kiến hoặc bản thân của mình gặp phải đó, thì mới khởi lên cái kinh cảm sợ hãi. Chứ còn không đó, xin thưa quý vị đó, những ai đó mà nghĩ rằng cuộc đời đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao đó, thì thấy cái hiện tượng sanh ra, hiện tượng già, hiện tượng bệnh, hiện tượng chết đó, là tự nhiên. À, thì thành ra đó là người ta chết mặt người ta bệnh mặt người ta sanh ra mặt người ta già mặt người ta, có mắc mớ gì tới mình đâu mà phải sợ hãi. À, khó là khó như vậy đó, xin thưa quý vị. Thành ra đó là mình phải tu lâu lắm, tu nhiều lắm thì kinh cảm trí mới khởi lên được. Thì ông Thiện Nam này, ông phát sanh cái kinh cảm sợ hãi. Cho nên đó là bất cứ khi mà có cái sự kinh cảm sợ hãi vậy thì họ sẽ làm gì, xin thưa quý vị? Siêng năng tinh tấn thực hành các thiện pháp. Là tinh tấn tận sức mình, hay mình nói theo một cái loại ngôn ngữ thông thường để dễ hiểu, đó là tu chết bỏ. Dạ, tu chết bỏ. Cho nên là gì? Ông mới thỉnh chư tỳ kheo có Đức Phật đến, toàn bộ tài sản của ông ta đó đem ra cũng dường hết. Ông làm phước liên tục 7 ngày. Rồi bắt đầu đó là thỉnh Phật ban phước và thỉnh Ngài đó là giám đạo. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn Ngài mới dạy cho ông ta như thế này. Ngài nói, này ông Thiện Nam, bậc hiền trí không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ ở đây trọn cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm cái công việc này, ta sẽ làm cái công việc kia. Đến năm đó ta sẽ thành tựu được bằng thạc sĩ. Đến năm kia ta sẽ thành tựu được chức danh này. Bậc trí không có như vậy. Mà trái lại, bậc trí hằng quán tưởng rằng phúc lâm chung của mình, khi ra đi mình không có cái gì để bận lòng. Hay là quán tưởng đến sự biến hoại đổi thay của cuộc đời này. Sau khi nói như vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết cái câu kệ này để hỗ trợ, để làm đề tài cho ông thương buôn đó đó. Ông suy quán, ông chiêm nghiệm, để ông thấy được sự để ông khởi lên được cái kinh cảm trí đối với sự nguy hại, để ông khởi lên được cái trí thấu hiểu, thấy rõ được tính chất vô thường tạm bợ của cuộc đời này. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Itha vassan vassissami itha hemanta gim hisu iti balo vicinteti Antarayan Nabuchati. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng được in ở trong cuốn chú giải
pháp cú của Ngài Hòa Thượng Pháp Minh. À, rồi chúng tôi thấy cái bản dịch ở trên Sít Ái Minh đưa lên đó, thấy như cũng giống vậy. À, cũng giống vậy. Rồi chúng tôi xin được đọc tiếp cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức để chúng ta cùng tham khảo. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Dạ, nghe thì rất là xuông tai xin thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi thấy làm như nó hơi hơi không có lột tả cái ý ở trong câu kệ Bali. À, đồng thời chúng tôi cũng có dịch văn xuôi của câu kệ này, cho nên qua ba bản dịch này, đây là ba phần tham khảo để chúng ta nắm bắt, hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài đã dạy. Rồi bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình để diễn giải rộng sâu cái câu kệ này, hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta hiểu hơn, hiểu rộng sâu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Qua đó chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình để chúng ta có được những cái sự thành tựu từ việc nghe Pháp và hành Pháp. Trong hai cái câu đầu của câu kệ, Đức Phật Ngài dạy: Ittha vassang vassissami ittha hemanta ginhissu. Hai câu này đó là Đức Phật Ngài nương theo cái ý nghĩ của ông thương nhân để Ngài nói. Ông thương nhân đó, khi mà ổng buôn bán từ thành Varanasi, ổng đi buôn bán rồi trên đường trở về thành Sawatthi đó, thì khi đi đến bờ sông đó, thì thay vì đó thì đi đến bờ sông là ông ta cố gắng sang sông để về nhà liền, nhưng mà ông ta chần chừ, ông ta mới nghĩ là thôi ngày mai sang sông. Có bắt đầu ông dừng lại đó, thì dừng lại đó cái là trời đổ mưa làm cho nước sông nó dâng lên thì không có đi được. Thì khi mà không có sang sông được thì bắt đầu ông ta mới lại suy nghĩ tiếp. Nếu mà thời tiết thay đổi vậy nè, ông trời ông cho mình sang sông được thì thôi mình mùa mưa mình ở lại đấy, rồi mùa lạnh mình cũng ở đây luôn, mùa nóng mình cũng ở đây luôn, tức là mình ở đây nguyên năm luôn. Nguyên năm này đó mình ráng cố gắng nè, giải thoát hết tất cả các hàng hóa này để kiếp kiếm chắc được mơ đi về. Đó tức là ông ta cũng nghĩ tưởng ra làm sao đó để đạt cho được nhiều của cải vật chất chừng nào tốt chừng đó. Thì cái ý nghĩa của ông là như vậy, thành ra đó là Đức Thế Tôn Ngài mới nói cho ông ta đó là mùa mưa ta cũng sẽ ở đây nữa, rồi mùa lạnh mùa nóng ta cũng sẽ ở đây. Đây là nương theo cái ý nghĩa của ông, nương theo ý nghĩa của ông. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi mình nói rằng, hay là ổng nói, hoặc là mình nói, ổng nói riêng, mình nói chung, mình mùa mưa mình sẽ ở đây nè, mùa lạnh mình cũng sẽ ở đây nè, mùa nóng mình cũng sẽ ở đây nè, giống như cái đoạn cuối mà Đức Thế Tôn ngày nói đó, là bậc hiền trí không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ ở đây trọn cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm công việc này, ta sẽ làm công việc kia.
kế hoạch của ta là 30 tuổi phải có bằng thạc sĩ, hay là 35 tuổi phải làm giám đốc, phải làm giám đốc. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ, khi chúng ta có cái ý nghĩ vậy thì đúng hay là sai, được hay là không được? Xét trên góc độ người đời đó, xét trên góc độ người đời đó, thì xin thưa quý vị, với ý nghĩ, với cái cách sống đó không gì là sai. Vì cách, vì ý nghĩ cái cách sống đó, đó là mình sống có mục đích, có lý tưởng sẵn, đưa ra một cái mục đích để mình cố gắng phấn đấu đạt cho được. Thì đứng trên cái góc độ của người đời đó là chấp nhận được, phải không? Xin thưa quý vị, khi mà quý vị có con, có cháu chắc chi 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 đó đó, thì thường đó ha, là hơi lớn lớn lên tí, cái quý vị mới hỏi đó chứ sau này lớn lên con muốn làm gì. Thì có thể đó, ở đứa bé nó trả lời đó, lớn lên con muốn làm bác sĩ, lớn lên con muốn làm kỹ sư, lớn lên con muốn làm cô giáo thầy giáo, lớn lên con muốn làm thầy chùa, thí dụ vậy. Thì đó là cái mục đích để những cái người đó họ phấn đấu đạt được. Thì đó, nếu mà nói theo người đời đó, thì đó là cái chuyện bình thường, có thể chấp nhận được. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, Đức Phật Ngài ra đời đó, nhằm một mục đích đó, là chỉ cho chúng sanh thấy rõ được khi nào còn hiện hữu là còn khổ. Còn hiện hữu được là, còn hiện hữu là còn khổ. Thành ra là lấy gì? Phải cố gắng làm sao đó, sống như thế nào đó để mau hết khổ, hoặc là hết khổ liền thì là càng tốt. Ngài không có bắt chúng ta sống không có mục đích, không có lý tưởng, không đặt kế hoạch cho tương lai. Nhưng mà đặt mục đích là có kế hoạch cho tương lai đó, đó, thứ nhất phải phù hợp với cái khả năng của mình. Thứ hai, mục đích kế hoạch tương lai đó, đó phải có lợi cho bản thân của mình, có lợi cho những người khác. Và có lợi cho bản thân của mình và có lợi cho người khác. Thì cái mục đích hay kế hoạch tương lai đó, đó là đúng đắn. Nhưng nếu nè, đặt kế hoạch mục đích ở tương lai đó, đó mà rồi nè, khiến cho mình phải sống giống như con thiếu thân, khiến cho mình sống mà làm nô lệ cho tham nào, hoặc cho sân nào, hoặc cho si, thì cái mục đích kế hoạch tương lai đó là không đúng, và là không đúng. Điều đó có nghĩa rằng Ngài dạy cho chúng ta là gì? Dù cho có đặt mục đích, có lên kế hoạch cho tương lai không đi nữa đó, thì làm sao đó để phải biết mình đang sống ở trong hiện tại. Ngay trong giờ phút hiện tại này nè, khả năng của mình làm tốt được những cái gì, nói tốt được những cái gì, suy nghĩ tốt được những cái gì, nói làm suy nghĩ đó, đó mà khiến cho bản thân của mình có lợi, người khác có lợi, thì lập tức làm điều. Và lập tức làm điều. Thì đó mới là cái quan trọng, là mấu chốt đó. Chứ không có phải đó là
phải đặt kế hoạch mục tiêu gì cho tương lai đó, rồi cái đôi khi đó quên bẵng ngay đi hiện tại, tức là sống thất niệm. Ngài dạy người mà nghe theo ngài đó là nên sống có chánh niệm ngay trong phút hiện tại. Mà chúng ta biết đó, sống có chánh niệm có nghĩa là sao à? Có chánh niệm, bà con chư Phật tử chúng ta chắc cũng có học vi diệu pháp rồi. Thì thành ra đó, chánh niệm chi pháp của chánh niệm là sở hữu niệm, thì chúng tôi xin được hỏi với bà con chư Phật tử chúng ta, chứ sở hữu niệm này nè, nó hợp với những tâm nào? Tâm tịnh hảo hay là tâm bất tịnh hảo? Nó chỉ hợp với tâm tịnh hảo thôi. Còn tâm bất tịnh hảo đó là nó không có hợp. Như vậy có nghĩa đó là khi mà mình sống chánh niệm thì mình sẽ không có bị tham nó sanh lên, sân nó sanh lên, si nó sanh lên. Mà tham vắng mặt, sân vắng mặt, si vắng mặt thì đồng nghĩa với việc đó là thiện tâm nó sanh lên. Mà khi thiện tâm nó sanh lên thì tất yếu đó là phải có lợi cho mình, có lợi cho người. Thế như vậy đó chúng ta hiểu lại gì? Ngài dạy cho mình đó là, nói hơi xa xa tí ha, là cứ hễ khi nào nè, ở chỗ nào nè mà mình có điều kiện, có điều kiện thì cứ thực hiện các cái thiện pháp liền, không nên chần chừ, không nên do dự, không nên chần chừ, không nên do dự, không nên bỏ qua để rồi đó mình phải nuối tiếc, mình phải hối hận, mình phải ăn năn. Và lỡ như đó những điều tốt đẹp dù cho nhỏ đó đó mà mình bỏ qua, thì sau khi bỏ qua cái đó mà mình không may rồi nhắm mắt xuôi tay đó, thì dễ dàng khởi lên sự hối hận. Thì lúc đó đó đi nó không có êm, đi nó còn dướng dướng đó. Thì xin thưa quý vị đó, chúng ta hiểu đó, khi mà mình nhảy đó mà bị dướng dướng đó là té liền. Thành ra khi mà mình đi mà dướng dướng cái đó là rớt, dướng dướng cái là rớt. Chúng ta hiểu là như vậy. Ở đây chúng ta lại hiểu liên tưởng đến các cái bài kinh khác. Đức Thế Tôn ngày dạy ở trong cái bài kinh Nhất Giả Hiền Giả đó. Nhất Giả Hiền Giả, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã qua, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại là tuệ quán chính là đây. Nên sống ở trong hiện tại. Khi mình nói mình biết là mình đang nói, khi mình làm mình biết là mình đang làm, khi mình đang suy tư mình biết là mình đang suy tư. Giống như bây giờ chúng ta đang có cái cơ hội để cùng nhau học bài kệ pháp cú số 286 trong cái room pháp cú kinh chuyên đề pháp cú kinh này. Đây là hiện tại đấy. Thì khi chúng ta đang có mặt, đang tham gia ở đây, chúng ta biết, xác định được mình đang nghe, đang học cái bài kệ pháp cú này. Thì khi mà học pháp nè, đây là một trong 10 nhân tạo phước đó, xin thưa quý vị, Punya Kriya Vathu. Vậy thì cố gắng làm sao đó để làm tốt cái việc phước này, việc phước nghe pháp này. Cố gắng chú tâm chánh niệm nghe pháp này ha, thì cái lợi lạc đầu tiên là gì? Là thiện tâm nó sanh lên. Mà thiện tâm sanh lên là nghiệp thiện được tạo ra, mà nghiệp thiện được tạo ra thì tất yếu sẽ cho quả thiện về sau. Đó là cái lợi ích đầu tiên. Cái lợi ích thứ hai là khi mà chúng ta chú tâm để lắng nghe cái bài kệ này, thì khi đó nó tâm thiện nó sanh lên đi, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ tham có sanh lên được không, sân có sanh lên được không, si có sanh lên được không? Không. Tâm thiện đang sanh thì là những cái tâm bất thiện kia nó tạm thời vắng mặt, mà những tâm thiện, tâm bất thiện kia tạm thời vắng mặt thì ngay khi đó nội tâm của chúng ta trong chốc lát thôi
cũng cảm nhận được cái sự an lạc, an bình. Đó là một cái lợi ích. Rồi qua cái việc học này này, cái gì giảng sư trình bày cho chúng ta có đầu, có giữa, có đuôi, mà khiến cho chúng ta thấy ra được nhân quả, nghiệp báo ở trong bài giảng này. Hoặc là gì? Tính chất vô thường, hoặc tính chất khổ não, hoặc tính chất khổ vô ngã. Mà chúng ta suy tưởng đến cái nội quẩn là bản thân của mình đây nè, mà mình làm cho những cái tính chất đó nó toát lên được, thì lợi lạc vô cùng. Và làm hiển lộ lên những cái đặc tướng của pháp hữu vi, thì có khi đó chúng ta làm cho đạo tuệ hoặc là quả tuệ nó phát sinh lên, thì đó là cái lợi lạc kết xu. Dạ, lợi lạc kết xu. Thì như vậy đó là nếu mà chúng ta có sống có chánh niệm ngay trong hiện tại, dạ, làm việc nó phù hợp với cái khả năng của mình, với điều kiện mà mình đang có, thì đem đến cho mình rất là nhiều cái lợi lạc. Nhưng nếu như mà mình nghĩ nữa ha, câu kệ này mình đã học rồi, người kia giảng hay hơn, hoặc là gì, câu kệ này mình sẽ học với một vị khác. Tức có nghĩa là gì? Là mình đang đi tìm cái quá khứ, và mình đang ước vọng cái tương lai, mà mình bỏ bẵng đi, mình quên bẵng đi là mình đang sống ngay trong hiện tại. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình làm vậy có thích hợp không? Không. Thì ở đây chúng ta hiểu đó, Đức Thế Tôn ngày dạy đó là mùa mưa ta sống ở đây, rồi mùa nóng mùa lạnh ta sống ở đây, một năm nguyên cả một năm ta sống ở đây đó. Rồi dựa theo trong cái chú giải nói đó là gì, ta sẽ làm công việc này, ta sẽ làm công việc kia, rồi cái gì đó, năm 30 tuổi ta sẽ đỗ thạc sĩ tiến sĩ gì vân 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 đó, vân vân và vân vân đó. Thì xin thưa quý vị, đó là cái cách nghĩ của người hiểu trí. Đó không phải là cái cách nghĩ của bậc trí. Thành ra hai câu tiếp theo ngài mới dạy đó là gì? Ê tí bà lô quý chinh tề tí an ta ra văn nam bút tí. Người ngu nghĩ như vậy. Dạ thì người ngu là gì? Xin thưa quý vị, chữ ba lô ở đây đó mình hiểu này nha. Âm thanh bị dập không? Quý vị nghe âm thanh có ok không, có bị trục trặc gì không, xin thưa quý vị? Dạ, nghe vẫn ok ha. Vậy chúng ta tiếp tục. Cái chữ người ngu ở đây đó, trước hết chúng ta hiểu đó, ai mà còn phàm phu thì đều được gọi là ba lô. Dạ, ai mà còn phàm phu thì đều được gọi là ba lô cả. Còn nếu mà định nghĩa cái chữ người ngu này mà theo kinh hiện ngu đó, thì người có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh thì mới được gọi là người ngu. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, nếu mà chúng ta định nghĩa rộng đó, phàm thì được gọi là người ngu đó. Hoặc là chúng ta định nghĩa đối lại với cái chữ mà bút sát tí này đó, thì người chưa giác ngộ được tứ thánh đế đó thì được gọi là người ngu. Rồi chúng ta lại định nghĩa theo một cái cách khác nữa đó, là người mà còn bị vô minh nó che, nó đẩy đi đó, thì được gọi là người ngu. Ai làm sao mà chúng ta lại thường xuyên nghĩ về quá khứ,
rồi ước vọng ở tương lai. Là xin thưa quý vị, vì do vô minh nó che đậy cho nên chúng ta không có thấy được. À, cái tính chất hiện tại mới là quan trọng. Chỉ có sống ngay trong hiện tại đó, à, thì lúc đó mình mới thấy được các pháp nó đang sanh, các pháp nó đang diệt như thế nào. Còn mà mình cứ sống hoài cổ, hoặc là mình cứ sống vọng tưởng ở tương lai đó, thì mình không tài nào mà thấy được tính sanh lên và diệt đi của các pháp. Dạ, diệt đi của các pháp. À, thì sở dĩ là vì do vô minh nó che đậy, cái thành ra đó là gì? Vô minh duyên cho hành đó. À, cho nên mới có những cái ý tưởng, có nghĩ tưởng, có những kế hoạch. Dạ. À, thì từ chỗ đó mới dẫn đến đó là không giác ngộ, không thấy ra được. À, không giác ngộ, không thấy ra được cái gì? Không giác ngộ, không thấy ra được các pháp đang sanh, các pháp đang diệt. Nói cụ thể đối với bản thân của mình đó là các quẩn đang sanh, các quẩn đang diệt. Và nói sâu xa hơn một tí, như ở trong cái duyên sự của cái bài kệ này đó, là thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ với phàm phu mình có biết được chữ ngờ không? Với phàm phu thì mình có thể biết được những tai hại sắp đến xảy ra cho mình không? Không. Như cái ông thương buôn này nè, ông này là một bậc đại trí, sau khi nghe dứt cái thời pháp đó, ông chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. À, thì ông là một bậc trí đó, xin thưa quý vị. À, ông là một bậc trí. Là một bậc trí vậy, nhưng mà trước khi ông chưa chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn thì ông đâu có biết được cái chữ ngờ, ông đâu có biết được các cái tai hại rình rập ông ở tương lai. Đó là ông đâu có biết được 7 ngày sau ông sẽ bị chết đâu. Dạ. Ông đâu có biết được điều đó. Vì thế bà con chư Phật tử chúng ta, chứ hiện giờ ở trong room đó là có 27 nít. Trong số 27 người này có ai biết được mình sẽ chết lúc nào không? Có ai biết được đó là ngày mai mình sẽ ra sao không? Có ai biết được đó là chút xíu nữa đó là mình sẽ ra sao không? À, không ai biết được cả. Không ai biết được những cái tai họa nó xảy đến cho mình. Các cái tai họa đó có thể là bệnh tật, có thể đó là gì xin thú gì? Là cướp bóc, là lũ lụt, là hỏa hoạn nè. À, là vua chúa bắt bớ liên quan pháp luật, hoặc là chết chắc không ai biết cả. Dạ, không ai biết được. ATV do ha, không có biết được vậy. À, thì khi mà không có biết được vậy đó thì bắt đầu là gì? Sống một cách thoải mái, không có sợ sợ chi cả. Mà tại sao không biết được vậy? Là vì do vô minh nó che đậy nặng quá, mạnh quá. À, thì thành ra quên bẵng hết mọi thứ. Đó, cho nên cái trường hợp mà không biết thì người ta mới chia ra làm hai loại. Không biết. À, không biết những cái tai họa sắp đến nó xảy ra cho mình mà có tu tập, và không biết cái tai họa sắp đến
nó sắp xảy đến cho mình mà không có tu tập. Chúng tôi xin được hỏi quý vị, với một người sống có chánh niệm, với một người sống có chánh niệm thì khi tai họa đến, họ sẽ ứng xử với cái tai họa đó khác hay là giống với một người sống không có chánh niệm? Khác nhau, xin thưa quý vị. Người sống có chánh niệm đó thì có cái sự tỉnh táo để đối diện với các tai họa đó. Còn người mà sống không có chánh niệm đó thì không có cái sự tỉnh táo để đối diện với các tai họa đó, cho nên dẫn đến dễ dàng tâm bị bấn loạn, lo sợ, sợ hãi, sợ sợ. Và với hai cái trạng thái tâm này nè, mà xin thưa quý vị, lỡ sảy chân tức là chết, thì ai dễ bị đọa hơn? Người mà có cái tâm quan mang sợ sệt dễ bị đọa hơn. Ai dễ bị đọa hơn? Thì thành ra từ cái chỗ này nè ha, mặc dầu chúng ta chưa có cái khả năng biết được chữ ngờ, nhưng nếu chúng ta sống có chánh niệm, sống biết ngay trong hiện tại này, biết ngay trong hiện tại này, thì ngay trong hiện tại này chúng ta sống cũng được an lạc hơn. Và nếu như đó mà lỡ bị sảy chân cái đó, thì cái nguy cơ bị đọa đó là ít. Và giả sử như có bị đọa đó, có bị rớt xuống đó, thì chúng ta cũng mau lồm cồm ngồi dậy dễ dàng hơn là cái người mà sống thất niệm, sống không có chánh niệm. Dạ, sống không có chánh niệm. Thì từ cái chỗ này đó chúng ta mới thấy đó là mình cố gắng làm sao đó để giảm bớt đi cái sự chi phối của vô minh. Vô minh đó nó duyên cho hành. Thì cái hành ở đây đó là có ba, là phi phúc hành, phúc hành, bất động hành. Mình thì có thể chưa chứng đắc được thiền, cho nên loại trừ đi cái bất động hành, còn lại đó là phúc hành và phi phúc hành thôi. Mặc dầu mình còn vô minh, vì rằng mình chưa làm cho hiển lộ được các thánh đạo, thánh quả, cho nên mình còn vô minh. Nhưng mà mình có biết giáo lý, thì thành ra cố gắng làm sao để vô minh đó nó duyên cho phúc hành, chứ đừng để vô minh đó nó duyên cho phi phúc hành. Thì lúc đó mình cứ tập dần 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 vậy đó, thì xin thưa quý vị, một lúc nào đó, một lúc nào đó đó, do nè phúc hành này đó nó làm cái thường cận cho phúc hành khác, nó làm cái thường cận cho phúc hành khác, phúc hành càng nhiều thì đồng nghĩa với việc là gì? Mình giống như một người lực sĩ, giả sử như đó mà từ trên cái lầu cao bị té xuống đó, thì cũng có khả năng lồm cồm ngồi dậy được. Còn mà phi phúc hành rồi nó lại làm duyên cho phi phúc hành các phi phúc hành khác, thì ví như một người ốm yếu mà từ trên lầu cao rớt xuống một cái là sụm luôn. Dạ, sụm luôn. Như vậy thì nếu mà mình sống có chánh niệm ở trong đời sống hiện tại, ráng cố gắng tận sức mình trong mọi lúc mọi nơi tạo các cái thiện nghiệp có thể được. Dạ, có thể được đó. Thì các cái tai họa đó, xin thưa quý vị, mình biết được đâu nó có thể xảy ra, nhưng mà mình cũng tỉnh táo để xoay chuyển được. Và nhờ cái sống có chánh niệm này nè, nhờ cái sống mà có tạo dựng thiện pháp này nè, cho nên đó nghiệp nó có thể chuyển được nghiệp. Từ chỗ đó đó mà các cái tai họa này nè, có thể nó giảm nhẹ đi. Và thiện nghiệp này mà mình vun bồi nè, mình làm cho nó tăng trưởng, tăng tiến nhiều hơn đó, thì
sau khi thân ngoại mạng chung mình có thể được sanh thiên. Tốt đẹp hơn nữa đó là các cái thiện pháp này nè hỗ trợ để mình thấy rõ được tính chất vô thường, khổ não, vô ngã của vạn hữu đó, thì làm cho thánh đạo thánh quả nó phát sanh đến. Ngay khi đó mình trở thành bậc thánh thì không sợ phải bị té nữa. Giống như đó là cái ông thương buôn này, sau khi ông nghe xong cái câu kệ này, ông trở thành bậc Tu Đà Hoàn thì ông đâu có sợ bị té nữa. Từ đó về sau đó là ông chỉ có đi lên thôi. Ông sống lâu lắm đó là 7 kiếp nữa, thì xem như đó là ông hoàn thành cái công việc cần phải làm của một con người sống ở trong cuộc đời này. Ước mong tất cả chúng ta đó cũng sẽ giống như cái ông thương buôn này, hay là mau chóng làm xong cái công việc của mình. Phận sự cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 286 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm mạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực. Cầu mong chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa hú chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 286 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân mít đến sư. Tất cả phương pháp hành con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ ngoại đức của chư Phật, do nhờ ngoại đức của giáo pháp, do nhờ ngoại đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa Minh Hạnh đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì uy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đề quá pa san ti vi ha ra wa si ni pu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha ma cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha anh đã sam pha hoa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa rằng ta ti cha te sắp về pi đúc khát sa kha ron tu thăng ca yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha put ga ra sang khô tu sa mắc bồ wa ác tha giá cha hi ta giá cha âm hề ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô út thêm sâm pha phu này ya ma
Hâm Maria Ba Huê Đi Tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.